Em mà có tiền em làm cái nhà nhỏ nhỏ này thôi. Thôi nếu mà có làm cái bé như này. Làm bé như này thôi. Đây đúng hai cái nhà vườn to cách xù luôn nhỉ. Làm gì anh? Đây là chỉ có chỉ ngồi bàn giấy thôi đúng không? Mình không dám làm. Mình không phải không làm được mà mình không dám làm. Đây quả nhà vườn to thế chứ này. Cái này nhỏ hơn cái bên kia một tí nhỉ. Mình thương nhau mấy tuổi xinh to. Cái này là mình như cái nhà đấy anh em mình không dám động thôi. Động sợ mất nhà. Ôi cứ làm nghề này ăn chắc rồi nhỉ. Làm ngày nào tính tiền ngày đấy. Vâng. Thôi cứ bỏ sức lao động ra là kiếm ăn là chắc nhất. Tối về là đặt công đúng không? Vâng. Thôi. Giàu không đến lượt mình. Tối mà ngáy à? À. Đúng rồi. Hôm nay nó sẽ ra con này. Đánh bóng con này anh vợ ra đây bảo là thứ hai hay thứ mấy